U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng tại giải đấu Thái Lan khi đánh bại U23 Lào với tỷ số 4-1. Chiến thắng này mang đến lợi thế lớn cho Khuất Văn Khang và các đồng đội, mở ra cơ hội vào trận bán kết. Tuy nhiên, mặc dù có được 3 điểm quý báu, nhưng toàn đội vẫn cần cải thiện những sai lầm cá nhân và cải thiện hệ thống chơi. Trước buổi tập tiếp theo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tổ chức một cuộc họp kỹ thuật để rút ra những bài học quý báu từ trận đấu vừa qua. Ông đã sử dụng hình ảnh từ băng ghi hình để phân tích những điểm mạnh và yếu của đội trong trận đấu. Người hâm mộ đã có cơ hội ngắm nhìn sự phối hợp uyển chuyển và bàn thắng đẹp mắt của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ Nguyễn Đức Việt đã chia sẻ rằng trận đầu tiên luôn khó khăn và đội bóng cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về nhau. Ông cũng cho biết rằng việc bị huấn luyện viên chỉ trích là điều bình thường và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện trong các trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã động viên đội bóng tập trung vào việc nghỉ ngơi và phục hồi thể lực tốt nhất cho trận đấu cuối cùng ở bảng C khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Philippines. Với lịch trình thi đấu dày đặc, buổi tập sau trận đấu với U23 Lào đã tập trung vào việc duy trì thể lực và sự tập trung của đội. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn động viên đội bóng không ngừng cố gắng, tiến bộ và thể hiện phong độ tốt nhất trong mỗi trận đấu.